thơm nhẹ nhàng. Bạn tên là? Xin chào, mình là Liên, hiện tại mình đang sinh sống ở Hà Nội. Sao bạn biết đến sữa tắm Azado? Mình rất hay bị viêm da dị ứng, rất là khó chịu. Đi khám thì được bác sĩ ra liệu kê thuốc bôi và đặc biệt là khuyên mình nên dùng kết hợp hàng ngày với nước rửa tay cũng như là sữa tắm có nguồn gốc từ thiên nhiên, cái dòng thuần chay ấy, để giảm nguy cơ bị kích ứng da, khô da và tránh cái tình trạng viêm da cứ tái đi tái lại. Và mình đã tìm hiểu về một số sản phẩm thuần chay và được biết đến Agrado. Sữa tắm nội hay ngoại vậy? Agrado được nhập khẩu chính ngạch từ Tây Ban Nha. Tập đoàn Agrado Cosmetic thì đã có hơn 50 năm kinh nghiệm sản xuất và phân phối các sản phẩm về nước hoa, mỹ phẩm cho 70 quốc gia ở trên toàn thế giới rồi. Tại sao bạn lại lựa chọn sữa tắm này? Agrado là sản phẩm thuần chay mà mình đã được bác sĩ gia liễu khuyên dùng. Hơn nữa thì lại là hàng chất lượng châu Âu, nhưng giá thành mình thấy thì rất là hữu nghị Việt Nam đấy. Bạn đang sở hữu mùi nào? Mình và bạn bé thì hay dùng vanilla, bạn lớn và bố thì dùng aqua blue. Thỉnh thoảng để thay đổi thì mình cũng dùng chai màu xanh này, bởi vì là mùi này cũng rất là thích hợp cho cả nam và nữ. Bạn cảm nhận thế nào về sản phẩm? Agrado thì có 4 mùi và mùi nào thì cũng có những đặc trưng riêng. Dùng rồi thì mình thấy da khá là mềm mịn, lưu hương lâu nên là mình cũng rất là tự tin khi đến gần người khác.